coi nhìn. Cho tam giác ABC vuông tại A. Có đường cao AH. Độ dài cạnh B. BH. Chấm hỏi CH. Chấm hỏi AH. Chấm hỏi câu 1. AB bằng 12. BC bằng 13. AB 12 nè. BC 13 nè. Nhân vô thấy thấy đoạn này có chưa? Rồi. Đoạn này có chưa? Vậy tính đoạn này dùng đi. Định lý Pythagore. Xét tam giác. Xét tam giác ABC vuông tại A ta có. Ấn tìm. Ta có. Đọc công thức đi. BC thì BC bình bằng AB bình cộng AC bình. Định lý Pythagore. Bắt đầu thế số. 13 bình. 13 bình 12 bình cộng AC bình. Rồi chuyển này qua đây nè. Vậy ta có AC bình bằng AC 13 bình trừ 12 bình. Bấm máy tính đi. Ok. 13 bình trừ 12 bình bằng 25. Suy ra AC bằng. Suy ra lấy căn đi. AC bằng 5 cm. Chốt chưa? Chốt. Sau đó giờ tính thằng nào trước? Tính thằng BH nha. BH có phải là hình chiếu không? Phải. Thì nhớ giùm em, vuông bình bằng vuông bình nè. AB bình bằng chiếu nhân huyền. BH nhân huyền. AB. Huyền. BC. Thì từ đây suy ra BH bằng bằng BC AB bình. Đọc đi, lẹ lên. AB bình chia BC. Tự ráp số. Ok. Thấy giỏi không? Thấy giỏi không? Ngu bỏ mẹ. HC. Tính HC đi. HC có phải chiếu không? Yes, rồi giờ đọc thức lên đi. Vuông bình. Vuông bình nè. Bằng chiếu nhân huyền. AC bình bằng bình bằng BH HC nhân HC nhân huyền BC. Vậy suy ra HC bằng AC bình chia BC. Tự thế số. Ok. Tiếp tính vuông. Xin lỗi, tính đường cao. Thì mình nhớ mình có nhiều công thức lắm. Cao bình bằng gì? Chiếu nhân chiếu. Cao bình bằng chiếu nhân chiếu. Hoặc là cao nhân huyền bằng cao nhân huyền đi. Huyền BC bằng vuông nhân vuông. BA nhân AC. Vậy suy ra AH bằng BA phần AC chia. Trời ơi, viết cái này trước đi. AC chia BC. Tự tính.